Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Nhất huyện Long Điền vừa tổ chức ra mắt mô hình Bếp ăn từ thiện. Đây là một trong những hoạt động của hội nhằm huy động nguồn lực xã hội chung tay cùng địa phương chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn. Bếp ăn từ thiện của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Nhất có 15 thành viên là cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn xã. Bếp hoạt động vào ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng. Mỗi lần bếp nấu khoảng 150 suất ăn chay với kinh phí khoảng 3 triệu đồng. Những suất ăn sau khi nấu xong sẽ được cán bộ hội viên phụ nữ mang trao tận tay cho các hộ nghèo khó khăn, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo. Chi phí để thực hiện bếp ăn do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã dẫn động nhà hảo tâm cũng như cán bộ hội viên phụ nữ hỗ trợ đóng góp. Tại buổi ra mắt mô hình bếp ăn từ thiện, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chức đã nấu và phát 150 suất hủ tiếu xào chay cho người nghèo khó khăn, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo trên địa bàn xã.